Tới rồi anh em ơi. Úi dồi, tới rồi, mày chạy đâu? Tới rồi anh em ơi. Úi dồi, tới rồi, mày chạy đâu? Hàng 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 rồi anh em ơi. Đồ câu lục phương thảo phích sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Vâng, hello và xin chào 500 em quay trở lại phương thảo phích sinh nhá. Này, hôm nay đi ăn xin được một mớ cám viên các bác ạ. Mọt hết này đây ạ. Xin mãi mới được các bác nhá. Đây là kiểu như là hàng người ta nó bị gần như gần hỏng người ta mới cho đấy. Cám này xin rất là khó, mua rất là khó. Đây là cám. Cám có 30 độ đạm anh em. Cám này thật ra nó chưa phải là cám chuẩn đâu. Nó cám chuẩn nó là cái viên to đánh 40 độ đạm cơ. Cái viên đấy thì đánh nó chuẩn hơn. Cám 40 độ đạm thì anh em phối nó ít thôi, ít một ổ chua. Còn độ cám độ đạm càng thấp thì buộc là cái kiểu phụ gia nó nhiều ấy, nên là anh em phải phối thêm thật nhiều cám. Đấy, thật nhiều cám ổ chua vào. Hôm nay là sẽ phối là đi đánh lại cái ổ cho em đánh cá chép anh em. Mùa đông anh em có cái món này đánh nó nhạy lắm. Nhưng mà nó khó mua đâu này, bên mốc rồi các bạn này. Cái này cực kỳ khó mua luôn. Bởi vì cái cám này là nó sản xuất ra để nuôi chấm đen. Cái loại này là cái hạt nuôi chấm đen từ lúc nó nhỏ nhỏ các bạn này. Xong bắt đầu to cá, khi cá là 7-8 cân người ta sẽ chơi hạt to con ngón tay. Đấy thì cái độ đạm của cái hạt đấy nó rất là nhiều. Nó hình trên 40 độ đạm anh em. Cái câu cái loại nó nhạy hơn loại nhiều đấy. Đó. Thì cái giống này cực kỳ khó mua anh em nhé. Cái này nó sản xuất ở nhà máy Hải Dương. Em tham khảo biết là nó sản xuất nhà máy Hải Dương, nhưng mà khi nó xuất là nó xuất trực tiếp đến cái hộ nuôi cá chấm đen anh em ạ. Thì ra là mình không thể mua được. Đấy, còn nếu mình đến cái hộ mà để nuôi chấm đen mình mua lại thì người ta lại không bán. Người ta kiểu người ta chăn nuôi kinh doanh, người ta kiêng, người ta không bán cái cám ra thì khó mua lắm. Là ăn xin mãi được một ít đấy. Bây giờ phối ổ chua ra để đánh ổ cái ổ bèo ngày xưa anh các bác nhé. Có cái cám này đánh nó cảm giác nó đi câu nó tự tin hơn hẳn đấy anh em ạ. Đây, nó nắm còn mọt chưa. Cái này thì anh em trước khi phối các bác phải cho nước vào đấy, cho nước vào để cho nó cái này nó mềm ra. Cái hạt này nó ngấm nhiều nước lắm, nó dạng khô quá, ngấm nhiều nước cực kỳ luôn đấy, phải cho nó ẩm nó mềm ra đấy. Cái nước này anh em đổi gần sấp là nó ok. Sốc nước là ok, tí nó hút hết ngay. Đổ ủ chua vào. Từ đây em chơi nửa cân ủ chua các bạn. Rồi, mồi ủ chất lượng nha. Em thấy mồi ủ đảo chất lượng nha. Bây giờ nó mới có 7 giờ sáng thì em bóp này em để đến chiều mới câu được các bạn. Này phải đến chiều mới câu. Cái hạt này các bác ngâm nó phải đến 4-5 tiếng nó mới tan ra, mới bỏ ra cơ. Nó phải đến chiều mới gì được. Nó cứ ngâm vậy không mày. Chiều ra quất. Mùa này thì trời miền Bắc nó lạnh, đánh vào cái tầm buổi sáng nó cá nó không cắn đâu các bạn. Cắn kém. Khoan thua. Đi 7 giờ chiều thì kiểu nó qua cái giờ trưa ấy, nắng chói chang ấy thì nó với nước nó ấm lên rồi thì cái chiều cá mới ăn mạnh hơn là buổi sáng. Buổi sáng nó qua đêm mà nước nó lạnh lắm cá ít ăn. Đấy, ổ này thả thì các bạn tuyệt vời không? Rồi, bây giờ cho túi bóng mà ủ vào đến chiều đi chinh chiến các bác nhé. Mồi đánh nhạy lắm. Này xin được cái cám đi là cảm giác là sẽ có cá các bạn. Cảm giác đi có cái cám, cảm giác đi là đánh kiểu gì nên là cá, không to là bé thôi. Rồi, ủ lấy tầm giờ chiều đi các bác nhé. Rồi, quay trở lại cái vị trí lần trước đánh thì bây giờ là thấy bèo nó người ta vớt lên gần hết các bác này. Vớt mất cái đám lần trước mình câu rồi. Đi vào bên trong xem tình hình thế nào các bác nhé. Ui, đã định vào câu thì giờ mất ổ này, không nhất là đi kiểu gì vào anh em này. À, trên đây bèo tàu vớt nhiều quá. Đây các bác nhìn này. Bèo người ta vớt hết lên đây các bạn. Chắc là thủy lợi người ta dọn hết kênh mương rồi. Bật toái ổ của mình ngày trước rồi đâu. Đi cảm giác cứ hãi chân các bạn, nó nún. Rồi, cây cối này ta chặt hết này. Phí thế nhỉ. Cái chỗ này giờ ngồi hơi khoai anh em ạ. Lỗ thì đục thì vẫn đục được đấy, nhưng mà ngồi trên này nó bồng bềnh lắm. Này bây giờ ngồi chỗ này nó bồng bềnh nhầm, chân máy quay đặt nó không vững ấy. Hơi phí nhỉ. Khả năng là đổi địa điểm chỗ khác câu anh em. Chỗ này hỏng hình rồi.
Bây giờ đi ra tìm điểm khác câu anh nhé. Là hơi tiếc, bởi vì sao anh em biết không? Bởi vì là mình mới thả cái ổ nuôi được nữa. Em nuôi bao hôm đến nay ra nó phúc mất chứ. Tiếc quá, bao nhiêu mồi đấy. Em đánh được toàn nuôi ổ, nuôi bao hôm rồi là mất ổ. Lại nào ổ khác thì đánh nó không được nhạy bằng. Phí quá nhỉ. Oh, giờ em tìm ở đây có địa điểm nào cho anh em này. Đồ cống còn coi nhé. Điểm nào chưa? Đi vào sông đầu tiên thấy là nó có sẵn mấy ổ bèo xuyên chiến ở trong đấy. Chó cắn. Trong nó có mấy cái lỗ bèo to phạc này, câu dễ ăn hơn ở trên kia. Ui khế nhà chín chưa anh em này, đường vào có khế luôn các bạn ạ. Phê chưa? Ui chùm khế chín luôn, sợ chưa? Đó. Đấy đường người ta trồng toàn hoa quả sắn nữa này. Ui cá anh em này, nó vừa quẫy. Các bạn nhìn nó quẫy chưa? Cá vừa quẫy thì xong. Phi vào trong đây anh em ơi, có chỗ nào mà ngon. Bãi này rộng đấy. Ui cá kìa, anh em mình cá nó quẫy chưa? Phải đấy. Ở trên kia là cái cống vừa nãy em đi xuống các bạn. Đấy cái cống mà trước câu chép ấy, nó cũng thông ấy ở dưới này luôn. Đó, dưới này. Đấy, xào lá nhiều đấy, kêu ác đấy. Cảnh đẹp luôn anh em. Tầm này em đi buổi chiều hơi muộn. Ngoài có mấy bãi đẹp chưa? Khả năng là tí đánh này cái hủ ngoài đấy đỡ phải đục lỗ. Bây giờ là cũng buổi chiều muộn anh em, tầm này rồi 4 giờ rồi. Đó là ta xào ổ đánh luôn, kể ra chỗ này mà nuôi ổ hơi đẹp quá. Có nhìn này. Ôi, cái lỗ nuôi ổ đẹp quá luôn đấy. Nhưng mà khả năng hôm nào ta đấy sẽ đục một cái lỗ, xong rồi bắt đầu là xào ổ mấy ngày. Tiếc mỗi cái ở trên kia anh em, trên kia là em xào ổ được 3 ngày này. Hôm đầu tiên là em nuôi ổ được 1 ngày, xong bắt đầu là lại xào ổ thêm được 3 ngày để nuôi ổ rồi. Hôm nay nên người ta cuốc mất, tiếc ơi tiếc. Người ta đây giờ mất chỗ đánh tạm anh em ạ. Ui, anh em nhìn cây đường xỉ có nhỉ, lá xanh mướt, sợ là xanh. Như kiểu như là mùa hè đấy, mùa hè mới được cơn mưa kiểu rau muống lên xanh mướt đấy, dã man cái giống này lên. Ôi, anh em tao bắt đầu xào ổ xuống các bác nhé. Vào đi em ơi, có gì ngon bằng ủ chua đâu. Vào đây. Vào hết đây. Thả từng đấy mồi thoải mái anh em ạ. Cá lại bầu vào như mại. Wow. Trời. Nhiều quá. Ok đấy. Có tâm này ở trên phao anh em ạ. Có tâm này trên đấy nhìn đấy đấy. Tách tách. Có tâm là vui rồi. Cứ có hạt tâm nên là mừng rồi.
rồi anh em ơi. Úi giời, đẩy rồi, mày chạy đâu? Đẩy rồi anh em ơi. Úi giời, đẩy rồi, mày chạy đâu? Hàng 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 rồi anh em ơi. Úi giời ơi, trong trong lắm. Úi wow, mày chạy đâu, mày chạy đâu? Úi giời, em trong thỏ. Rồi, hàng hàng đây rồi. Úi con này phải, nó phải quá anh em ơi. Nhìn nó. Ô. Ai anh em ơi. Đừng có nhóc đóng đây rồi. Phê quá các bác ơi. Trên nó đóng đóng hẳn nó bèo rồi. Mãi đầu con. Úi giời, đẹp 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 đẹp. À, con này cậu lên nhanh nhá. Wow, con này khỏe, con này khỏe, con này khỏe lắm anh em ạ. Con này khỏe lắm. Cậu bay lên. Anh em nhìn nhá, cậu luôn, em cậu bay luôn. Nhấc bóng bay lên này, anh em nhìn này. Cần nhấc bóng lên luôn. Thấy chưa, tuyệt vời. Tuyệt vời. Lại chọn, bắt đây rồi. Wow, kéo nó vào. Cậu mạnh lên luôn chứ lại. Đó là. Wow, con này bự 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 anh em ạ. Ui xa, con này bự luôn anh em ạ. Một thằng đầu còn phê chưa bác này? Phê chưa, cậu phát bay nó bờ luôn. Đóng, con này đóng hẳn mồm bác nhá. Con này em phải gỡ bằng hai tay với một tay này. Khó nhai đấy, đẹp đấy. Con này chấm chấm cỏ anh em ạ, chấm chấm chứ không phải chép. Tiền năm thì quậy cứ thường chép cơ. Phê phê phê. Rồi cho vào túi cho bác nhá. Cầm thấy gỡ nhóc cho túi. Còn đầu tiên em thấy nó lỉ mấy phát rồi đấy. Bây giờ nó đóng phát. Wow, ok, tuyệt vời anh em ạ. Quá phê anh em ạ. Đây rồi đấy, đánh ổ nó phải thế này chứ. Ngon ngon. Quay nhau ra khúc vải. Vải này vẫn đóng dã man chưa. Quá tuyệt vời luôn. Rồi giờ sáng lưỡi luôn anh em. Cảm giác kéo con này nó phê thật anh em. Hôm nay đồng một con này nó ấm rồi các bác ơi. Đồng một con này ấm rồi. Phê quá. Tầm lo lại đấy. Tầm này tối này có mấy con nó bảo nó đẻ, nhưng mà kiểu như em quay video đánh ổ thì nó khó nhai lắm anh em ạ.
Ví dụ như mình đánh bó mồi thì còn giữ chân con cá cơ, chứ đánh đánh ổ thì phải giật ngay cơ. Nhưng mà em còn bấm máy thành ra là này thật sự các bạn lỡ mất mấy con liền, lỡ mất mấy nhịp liền hơi lãng phí. Mà cho đánh ổ rồi thả hết mồi để nhé, giờ lấy cái gì mà đánh bây giờ? Nó hơi tiếc. Nó nhiều phát nó đè mà giật không kịp nó hụt các bạn. Phí thật đấy. Kể ra hôm nay em để mồi đánh bó mồi thì ngon, tuy là cá bé thì cũng được. Này đánh ổ cho đánh ổ đánh được cá thì cá to hẳn nhưng mà nó ít, máy quay không kịp. Mỗi phát đè là mình lại quay bấm máy phát xong rồi quay lại thì nó đi mất rồi vật đèn. Con này được, còn em chám à, vẫn còn sống các bạn, nó vẫn còn ngáp kìa. Thôi thu đồ về anh em ạ, được con chám cũng đẹp à, anh em nhìn này. Con này về nói chung là nó rực rỡ rồi, vẫn ngáp. Về chiến đấu thôi các bạn, về làm cá cho sớm. Kể ra tầm này, tầm tối này quá, tối này câu thì nó cắn mạnh hơn đấy, nhưng mà về muộn quá, này không mang đèn đi. Hôm nay em sẽ làm video câu đêm qua xem nhé. Rồi về thôi.